Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Hyundai Santa Fe 2021 lộ thiết kế mới cực kỳ hầm hố, triển lãm ô tô New York 2020 bị hủy. Hyundai Santa Fe 2021 lộ thiết kế mới cực kỳ hầm hố. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, sau khi bị bắt gặp chạy thử với lớp ngụy trang kín đáo hồi tháng 2 năm 2020, hình ảnh đồ họa rõ nét đầu tiên của Hyundai Santa Fe 2021 vừa được công bố chính thức bởi nhà sản xuất. Mẫu SUV 7 chỗ của Hyundai có diện mạo mới, hầm hố và dữ dằn hơn. Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí cao hơn trước và có sắp xếp các bóng đèn LED mới. Cụm đèn định vị mang tạo hình chữ T thay vì kiểu móc câu như đời xe hiện tại. Lưới tản nhiệt mở rộng hơn trước và có các đường viền trải dài sang hai bên thân xe. Ngoài ra, cản trước cũng được hãng xe Hàn thiết kế to và thể thao hơn. Bên cạnh thiết kế mới, những thông tin ban đầu về Santa Fe cũng được Hyundai xác nhận. Theo đó, dù được xem là bản nâng cấp giữa đời Hyundai Santa Fe thế hệ thứ tư, nhưng các phiên bản sắp ra mắt này lại được xây dựng lại trên nền tảng công nghệ mới hoàn toàn. Sau Hyundai Sonata năm 2020 ra mắt vào cuối năm trước, Santa Fe 2021 là dòng SUV đầu tiên được phát triển từ nền tảng động cơ khung gầm mới của tập đoàn Hyundai Motor. Điều này hứa hẹn mang đến khả năng vận hành tốt hơn cũng như cải thiện thêm tính an toàn và khả năng xử lý cho người lái. Dự kiến Hyundai Santa Fe 2021 sẽ có cả tùy chọn động cơ hybrid và hybrid cắm sạc bên cạnh các model sử dụng động cơ xăng và động cơ diesel như hiện tại. Các model Santa Fe 2021 được lên kế hoạch ra mắt vào châu Âu vào tháng 9 tới đây, trong khi thời gian ra mắt tại Mỹ và các thị trường khác chưa được xác nhận. Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe thế hệ thứ tư ra mắt từ đầu năm 2019 và nằm ở phân khúc xe 7 chỗ. Santa Fe là đối thủ cạnh tranh cùng Honda CR-V, Mazda CX-8, Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail. Triển lãm ô tô New York bị hủy. Theo nguồn tin từ báo Zing.vn, ban tổ chức triển lãm ô tô New York 2020 vừa chính thức thông báo hủy bỏ sự kiện năm nay. Nguyên nhân được đưa ra là do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Mỹ. Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức triển lãm hiện tại cũng được sử dụng làm bệnh viện dã chiến, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, triển lãm ô tô có tuổi đời 120 năm đã từng thông báo lùi lịch tổ chức sang tháng 4, từ tháng 4 sang tháng 8 vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Ông Mark Schenberg, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô New York, đơn vị tổ chức New York Auto Show, cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại, chúng tôi quyết định hủy bỏ triển lãm năm 2020 để đảm bảo an toàn tối đa cho các hãng xe cũng như khách tham quan. Triển lãm ô tô New York dự kiến sẽ trở lại từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Trên thực tế, bệnh viện dã chiến tại trung tâm hội nghị Javits, nơi diễn ra triển lãm New York, đã dừng điều trị bệnh nhân từ đầu tháng 5. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và các trang bị y tế vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng để sẵn sàng trở lại hoạt động nếu cần thiết. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn đăng ký theo dõi ở góc phía bên phải màn hình của mình để nhận được những video clip mới về các thông tin tin tức, đánh giá xe mới, xe đã qua sử dụng của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào.